hàng dài bà con đang xếp hàng ở đây. Dạ, chào bà con nha, kính chúc bà con luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Và những bà con phía sau nè, con xin phép được nêu lại thông tin. Hôm nay đó là em JC Nguyễn, là nhà gia đình đây nè. Và gia đình tặng đến bà con mỗi người một phần quà gồm 10kg gạo, một thùng mì gói, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, một chai rượu dầu và nửa ký đường. Kính chúc bà con mình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ha. Dạ. Dạ xin được kính chào toàn thể quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Hi everyone and welcome to Lang Thang Nha Trang channel. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là một video em cùng với lại gia đình của em JC Nguyễn, tọa lạc ở ngay vị trí Đồng Mũi 1 đó quý vị. Và hôm nay sẽ có phát tâm hơn 100 phần quà yêu thương gửi đến cho những bà con khó khăn ở toàn thành phố Nha Trang. Ở đâu đó thì các ngõ hẻm được chia ra những cái tấm lá phiếu gửi đến những bà con. Và hôm nay là tầm 2:30 chiều và quý vị đang nhìn thấy một cảnh mưa to tầm tã luôn. Và một cơn mưa bất chợt, một cơn mưa giông hay diễn ra vào buổi chiều ở thành phố Nha Trang. Và quý vị đang được nhìn thấy là những anh chị em của bạn JC Nguyễn ở bên tiểu bang Utah của nước Mỹ, cùng với lại những đồng nghiệp ở trong hãng làm của bạn JC, đó là những bạn nước ngoài, những bạn Mỹ. Và họ đã có gửi về những phần tịnh tài để làm hơn 100 phần quà yêu thương gửi đến cho bà con. Ở đây quý vị được nhìn thấy là một thùng mì gói, một bao gạo 10kg, một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một chai xì dầu và nửa ký đường. Hôm nay thì gia đình đang tất bật lo từ sáng tới bây giờ luôn. Và hôm nay là chủ nhật đó quý vị, cho nên là những phần gạo đó là đại lý người ta nghỉ, nhưng mà người ta vẫn bố trí người chở đến đây. Thì hiện nay là cũng gần như là xong rồi, và chờ đến giờ sẽ phát cho bà con khó khăn. Chờ tạnh mưa đã quý vị, hôm nay là mưa rất là to. Bây giờ thì tình hình đã hết mưa rồi kính thưa quý vị, và ở đây thì vẫn đang tiếp tục chở thêm những phần gạo đến đây để cho đủ số phần. Và hôm nay đó là đang tập trung được rất đông bà con ở các nơi trong thành phố Nha Trang luôn thưa quý vị. Ở cầu Hà Ra cũng có, xóm Trục cũng có, và những bà con mưu sinh vất vả ngoài đường cũng có. Đây là những cô, những chị ve chai. Bây giờ là thời tiết cũng đã tạnh ráo rồi và bà con cũng đang đến đây tập trung khá là đông. Chắc hẳn còn những bà con ở đâu đó mà họ chưa tới được trên những cái con đường mà đến với ngõ hẻm này đó quý vị. Em cũng đã vẽ những dấu mũi tên, tại vì ở đây đến hai cái xuyệt lận cho nên là thật cũng khó đoán, khó biết số nhà để bà con đến được vị trí này. Và đây cũng là một cái ngõ hẻm cũng nhỏ thôi. Xe cộ của bà con cũng đã tập trung ở đây, cũng xếp hàng ngay ngắn thẳng lối rồi. Trong đó thì quý vị cũng thấy được những cái chiếc xe làm ăn của những cô, những chị ve chai. Con này chắc hôm nay làm ăn khá nè, kiếm được nhiều, có mang theo cái cân nữa, cân 30kg. Ở đây là thuộc khu vực Đồng Muối đó quý vị. Ở đây quý vị thấy vẫn còn nhiều lô đất trống, và những cái phần đất ở bên này này cũng là những nơi mà sẽ bị phóng đường cho nên là không có nhà cửa bên này. Cũng thật sự là rất là tiếc thưa quý vị, phiếu thì gia đình cũng đã phát ra hết rồi. Còn một số cô chú anh chị đến đây với tâm thế là chưa có phiếu, không có phiếu, cho nên thực sự cũng không biết xử lý ra làm sao. Chào mấy nội mấy ngoại nha.
Dạ con chào bà con nha. 3 giờ sẽ tiến hành phát quà đó quý vị. Bây giờ thì 3 giờ kém 10, còn 10 phút nữa để gia đình chuẩn bị những phần quà thật chu đáo để gửi đến cho bà con. Con chào bà ngoại. Bà ngoại ở đâu đó bà ngoại? Ở Phương Xài á, Phương Xài á. Dạ ở Phương Xài ha. Ở chỗ Phong á. Dạ dạ. Chào cô ha, cô ở xóm chùa Tịnh Quang á cô. Xóm chùa Tịnh Quang á. Dạ. Lợi phát 2 lần 3 lần đó rồi. Dạ dạ. Ở đây cũng bắt gặp được những gương mặt thân quen, cũng hy vọng là bà con có được những phần quà này để qua được những ngày mưa dông sắp tới thôi quý vị. Sắp tới là chuẩn bị vào mùa mưa rồi, bà con đi lượm ve chai ngoài đường cũng khó khăn, giấy thì bị ướt rồi, những thứ đó thì giá cũng rất là rẻ, bán không có được giá. Con chào bà ngoại. Ngoại mới tới hả bà ngoại? Ngoại ở đâu á? Ở dưới Xóm Bầu á. Xóm Bầu ha. Hồi sáng còn có ghé đúng không? Ngoại biết đường đi tới đây không? Mới nhờ cháu mới chở giùm. Có bà con nào ở Xóm Bầu không? Đây. Đây ha. Dạ, chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô, con hỏi thăm cô. Cô tới đây dễ không? Đi chạy tìm con đường. Hồi xưa là đi được, bây giờ cái đầu óc mau quên quá, tìm mới quên. Con có vẽ cái mũi tên màu trắng á, không biết. Ủa? là cô có nhìn xuống đường không? Quên rồi, sao có đi ra đường chị hỏi. Hồi sáng con có dặn bà con Xóm Bầu mình á, con có vẽ cái mũi tên màu trắng ở dưới đường á, thì bà con nào mà đi theo cái dấu mũi tên đó là sẽ dễ dàng đến đây thôi. Trời ơi, hồi sáng là lật lật, hồi nãy mới đi tìm đi vòng vòng vòng, có mình là đi mấy người đi, có mình đi tìm. Trên này bây giờ vô đây thấy, thôi bây giờ xin thay mặt cho Xóm Bầu, cho mọi người. Xin là cảm ơn cái nhà tài trợ giúp đỡ cho mọi người, cầu mong cho mọi người gia đình bình an khương thới phước lành. Ok. Dạ. Con chào bà ngoại. Bà ngoại ở đâu vậy bà ngoại? Phước Thịnh. Dạ. Phước Thịnh. Ở Phước Thịnh ha. Bà ngoại đây nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi. Bà ngoại là người ở đâu vậy? Người ở Bắc Ninh. Bắc Ninh. Gia đình ngoại vô đây khi nào? Vô lâu lắm rồi, nhưng bây giờ có hai ông bà ở nhau thôi. Vậy là gia đình ngoại di cư năm 54 hay là sau 75? Năm 96. Năm 96 là cũng chưa lâu lắm đâu ha. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Vâng, cảm ơn các anh nha. Dạ rồi, dạ. Dạ, kính thưa bà con nha. Hôm nay con được sự gửi gắm của gia đình em JC Nguyễn ở bên tiểu bang Utah của nước Mỹ, cùng những đồng nghiệp của em. Những đồng nghiệp là những người nước ngoài. Thì hôm nay con xin đọc tên của những đồng nghiệp cũng đã góp vào những cái phần tịnh tài để làm những cái phần quà yêu thương gửi đến cho bà con. Một phần quà ngày hôm nay là 10kg gạo nè, một thùng mì nè, và một chai nước mắm, một chai xì dầu, một chai dầu ăn và một nửa ký đường ha. Dạ, và hôm nay đó là sự phát tâm đầu tiên là của em Jaycee Nguyễn. Và người thứ hai đó là bạn Lanoi. Còn tiếp theo nữa thưa quý vị, đó là bạn Dylan, bạn Rasarin, bạn Thanh, bạn Che, bạn Kelly, bạn Glenn, bạn Emira, bạn Didi, bạn Nick, bạn Diane, bạn Roberto, bạn Tanja, bạn Thai, bạn Cameron và bạn Gina. Đó là những đồng nghiệp của bạn JC Nguyễn trong ngày hôm nay đã góp tâm gửi đến những bà con quê mình. Mỗi người là một phần gạo ha. Và ở đây nè quý vị, bà con ha, ở đây con đã để sẵn là 5 phần gạo. Bà con 5 người ha, một tốp 5 người thôi. Bà con tới đây, tới ngay chỗ sau lưng cái ghế đó, rồi bà con sẽ được nhận quà. Rồi 5 người tiếp theo mình lên ha. Và hôm nay đó quý vị, đại diện cho gia đình là có chị gái của bạn Jaycee Nguyễn. Thì không biết chị có điều gì muốn chia sẻ trong ngày hôm nay không ạ? Dạ, hôm nay cũng là một ngày rất là vui. Thì em cũng thay mặt gia đình là chị của Jaycee Nguyễn là cảm ơn các đồng nghiệp đã bỏ một chút tấm lòng để giúp bà con
mình còn gặp nhiều khó khăn. Thì mà em cũng không có gì, thì chúc các bạn là vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, cũng như chúc bà con, tất cả bà con nhiều sức khỏe. Hôm nay tụi con cũng có một chút tấm lòng để gửi đến bà con. Chúc bà con là nói chung là gặp nhiều may mắn với lại sức khỏe. Dạ, một tràng pháo tay ha. Dạ, kính thưa quý vị, bạn Chai Si ơi, thì không biết bạn có thể dịch lại cho những đồng nghiệp nghe hay không. Còn mình thì tiếng Anh cũng không khá lắm đâu, và cũng xin phép được tạm dịch thôi. She say hello to everyone, to Chai Si Nguyễn and her friend. Thank you and best regards to everybody here. Dạ, và xin kính chúc đại diện cho em Chai Si Nguyễn và những bạn bè bên Mỹ, chúc bà con luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc ha, chúc an lành ha. Và quý vị dạ, và quý vị sẽ được nhìn thấy một hàng dài bà con đang xếp hàng ở đây. Dạ, chào bà con nha, kính chúc bà con luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Và những bà con phía sau nè, con xin phép được nêu lại thông tin. Hôm nay đó là em Chai Si Nguyễn, là nhà gia đình đây nè. Và gia đình tặng đến bà con mỗi người một phần quà gồm 10kg gạo, một thùng mì gói, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, một chai xì dầu và nửa ký đường. Kính chúc bà con mình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ha. Dạ. Rồi bây giờ thì hồi nãy con cũng có phổ biến là một top 5 người thôi. Một top 5 người là sẽ lên trên đó rồi nhận quà nha. Rồi bây giờ bà con mình nhìn theo những người phía trước ha. Dạ đây, kính thưa quý vị. Đây nè, bà con tới đây luôn. Dạ rồi. Bà bợ nổi không? Ok, bà bợ không nổi đâu. Quả có người nhà không? Quả có người nhà không? Rồi kêu người nhà tới nhận nha. Rồi kêu người nhà tới nhận. Rồi, dạ con xin mời 5 người tiếp theo nha. Dạ 5 người tiếp theo, dạ xin mời lên đây. Mình đứng đây nè. Em đứng bên kia kìa, đứng bên đây nè. Không, đứng vô luôn. Đứng vô luôn. Rồi bà con mình 5 người vô đứng đây nhận quà luôn giùm con nha. Rồi 5 người bưng đi. Quả này bưng không nổi con bưng giùm. Rồi ở gia đình mình đó quý vị, thì ai mà thanh niên thì có thể bưng giùm bà ngoại lên trên xe nha. Rồi mời chú nha. Hai phiếu. Không, mình xếp hàng mình nhận tiếp đi. Mỗi lần một phiếu thôi, rồi xếp hàng ra nhận tiếp. Ủa vậy hả, đưa hai phiếu rồi, đưa hai phiếu luôn rồi. À, tay biết chuyện cho nhận giùm cô coi. Bà con mỗi người nhận một phiếu thôi, ai hai phiếu thì quay lại xếp hàng nhận tiếp. Rồi. Chúc bà con nhiều sức khỏe nha, ai có phát biểu gì không? Cảm ơn mấy anh mấy chị ở bên đó nhiều sức khỏe, làm ăn có tiền gì ủng hộ cho dân ở bên đây nó khổ. Thôi cũng cảm ơn nhiều. Rồi, okay. Cảm ơn chị nha. Dạ rồi, bây giờ con phổ biến lại để bà con mình được biết nha. Mỗi người nhận một phiếu thôi, ai 2-3 phiếu thì quay lại xếp hàng nhận tiếp. Dạ, để mà dễ làm cho bà con gia đình. Và hôm nay á, bà con nào có muốn nói á, thì chỉ cần nói thank you để cho người bên đó người ta hiểu luôn là được ha. Rồi mời 5 người tiếp theo. Bà con nhớ giùm con ha, nhận quà ai muốn nói thì chỉ cần nói thank you là được rồi. Dạ. Rồi bà con mình có ai muốn nói điều gì không? Rồi xin mời 5 người tiếp theo nha. Được rồi anh, để cho người ở trong người ta làm đây cho nó tiện. Rồi mời cô qua đây nè, mình đứng vô đi, mình đứng vô luôn đi. Đứng vô luôn ha. Rồi bà con có điều gì muốn nói không? Thank you, cảm ơn. Dạ. Thank you. Thank you, cảm ơn. Dạ dạ.
anh né để ống kính tao quay xíu anh. Được rồi, để ở trong làng cũng được, không sao hết. Rồi xin mời bà con tiếp theo ha, 5 người ha. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay á là em Trai Si Nguyễn cùng với lại những bạn bè ở trong công ty ở bên tiểu bang Utah đó, và những người thân trong gia đình em Trai Si Nguyễn cũng góp phần làm những cái phần quà ngày hôm nay, là một điều hết sức là đáng quý. Dạ rồi, cô mời bà con ha, cô có điều gì muốn nói không? Dạ, thank you. Dạ. Rồi mời bà con ha. Thiếu Thu bên kia rồi. Rồi con xin mời 5 người tiếp theo lên đây nha. Rồi bên đây luôn chú, qua bên đây luôn nè. Đó, mình làm giống như mình nhận huy chương vậy đó, trao huy chương mà. Rồi 5 người xếp hàng luôn. Rồi chú có điều gì muốn nói không? Thanh Kiều, Thanh Kiều cảm ơn. Dạ, dạ. Ủng hộ cho bác chú. Dạ, dạ, rồi mời chú ha. Dạ. Rồi mình di chuyển qua hướng bên đây luôn. Di chuyển qua hướng bên đây luôn. Rồi mời cô. Đây mời chị. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Anh bưng giùm cô, bưng giùm cô. Rồi xin mời 5 người tiếp theo ạ. Rồi mình lên đây luôn, mình lên đây luôn. Rồi cô lên đây luôn. Lên đây luôn. Rồi. Bà con mình có điều gì muốn nói không hả? Cảm ơn. Dạ, cảm ơn tiếng Anh nói làm sao nè? Không biết. Thanh Kiều. Dạ. Cảm ơn. Chúc bên đây là... nè, nhìn bên đây nè. Làm tài. Nè. Cảm ơn. Chúc làm ăn phát tài phát lộc về cứu trợ nữa. She want the next time. Rồi mời bà con di chuyển qua hướng bên đây luôn. Rồi. Rồi mình lên trước đi ha. Dạ rồi, con xin mời 5 người tiếp theo nha. Mời bà con lên đây. Rồi mình đứng đây luôn, mình đứng đây luôn. Mình đứng sau những phần quà nè, mình đứng sau những phần quà nè. Đúng rồi. Rồi mời cô đứng vô luôn. Rồi mời bà con nhận quà luôn. Dạ mình cứ tới là mình nhận thôi, đơn giản thôi. Dạ. Rồi, chị muốn nói đúng không? Nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? Nói tiếng gì nói. Nói tiếng Anh luôn kìa nghe. Thank you very much everybody in American. Oh. Thank you family. Hope some people more. I remember. Thank you very much. Rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Còn ngày nữa, khỏi lấy hả? Tôi ăn rồi tôi nhớ. Rồi. Cảm ơn gia đình nha cô. Rồi xin mời 5 người tiếp theo ạ. Đi nổi không vậy cô? Cô tới bên kia luôn nha. Dạ, cúc có người ôm cho hoài. Rồi bà con mình đứng sau những phần quà luôn. Bà con mình đứng sau những phần quà luôn. Rồi mời bà con nhận quà luôn. Rồi bà con nhận quà đi. Rồi chúc bà con mình sức khỏe nha. Dạ. Mời chị đứng đây luôn nè. Đó. Cô đứng sau phần quà luôn, cô đứng sau phần quà luôn. Đây. Rồi mời chị. Rồi bà con mình nhận luôn đi. Dạ. Một người nữa. Rồi bà con mình nhận luôn đi. Dạ rồi mời bà con nhận luôn ạ. Dạ. Rồi chúc bà con mình sức khỏe nha. Rồi mời chị nha. Rồi qua đây. Rồi, rồi đi theo chị đây. Rồi. Rồi mời 5 người tiếp theo. Dạ mình đứng sau phần quà luôn ạ. Mình đứng sau phần quà luôn. Mời cô nha. Rồi mình nhận luôn đi ạ. Mình nhận luôn. Rồi mời cô luôn đây. Chúc bà con nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Nói không?
Rồi 5 người tiếp theo luôn. Cảm ơn mấy chị nha, mấy chị hôm nay là người mệt nhất á. Bà con mình phía sau nếp nếp ra cái chỗ phần quà phía sau giùm em ha, em cảm ơn. Rồi mình đứng sau phần quà luôn chị. Rồi mời cô nha, mời cô, mình nhận luôn đi à, mình nhận luôn. Chúc bà con nhiều sức khỏe nha, cô có muốn nói gì không? Cô có muốn nói gì không? Dạ cảm ơn. Thank you. Dạ. Yeah. Thank you ha. Dạ, yeah, thank you. Cảm ơn dạ em thank you các. Đây 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 bỏ. Cầu chúc cho mấy cô mấy chú bên đó làm ăn phát tài phát đạt. Dạ. Rồi mời cô. Rồi con mời 5 người tiếp theo nha. Rồi mình đứng sau phần quà luôn, mình nhận luôn chứ chú. Dạ. Mình đứng sau phần quà luôn. Còn một người nữa đúng không? Còn người nữa đi. Rồi em đây, vô đây luôn, nhận luôn đi, nhận luôn. Rồi con mời bà con nhận quà luôn. Nhận đây ạ, à, nhận đây. Dạ. Bà con nào muốn nói cảm ơn thì lên đây gặp em ha, nói cảm ơn nè. Mời 5 người tiếp theo bé. Rồi mình đứng sau những phần quà luôn nè. Đây là một hộ đó đúng rồi. Mình mấy phiếu? 2 phiếu được rồi. Vô hai cái tay thẳng vô. Cô vợ. Bưng cho cậu Khang nè. Trên đại kia mẹ bưng cho. Rồi còn em bé nữa nè. Em cảm ơn anh. Đây nè, quay mấy người đây nè. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Rồi con mời bà con luôn. Dạ. Con chào ngoại. Ngoại có điều gì muốn nói với trai suy không? Cũng thanh làng sớm không đúng ngoại ha? Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Rồi con mời bà con luôn. Cô có điều gì muốn nói hả? Không biết gì giờ, cảm ơn các cô bên đó giúp đỡ cho người nghèo. Thôi chờ biết nói gì. Dạ rồi. Thôi dạ. Nha. Dạ. Rồi xin mời 5 người tiếp theo luôn. Rồi đứng sau đây luôn. Rồi mời cô nhận luôn đi. Dạ rồi đây, mình nhận luôn. Đây đây mời cô. Rồi mời chú. Rồi con mời bà con nhận luôn đi. Mời bà con. Dạ mời anh. Chị ơi, chị có điều gì muốn chia sẻ không? Không, giờ thấy vất vả quá. Không có gì, cảm ơn vui vẻ ủng hộ cho mọi người nghèo được rồi. Dạ. Nãy giờ thấy chị là vất vả nhất đó. Anh ơi, cảm ơn anh nha, nãy giờ anh vất vả quá. Có gì đâu, vui mà. Dạ. Rồi mời bà con nha. Rồi cô có điều gì muốn nói không? Thay mặt cảm ơn nha. Ok. Thank you. Very good. Ok. Dạ. Nè, sao vậy, nãy cái người bưng luôn ghế luôn hả? Cái người thì bưng ghế, cái người thì bỏ lại mì, vui quá. Đây, dạ đây. Chúng tôi, em bên đây là cảm ơn mấy anh mấy chị bên đó rất nhiều.
cũng chúc cho mấy anh mấy chị mạnh quân bên đó làm ăn vui vẻ, có sức khỏe, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn mấy anh mấy chị. Rồi, chúc chị luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ, bình an. Rồi, mời cô vô đây luôn cô. Dạ, dạ. Ở đây quý vị nào nhìn thấy những cô chú mà nhận 2 lần, 3 lần đó thì thực chất là nhận giùm hàng xóm. Và tại vì những cái xóm của những cô chú đó là những người già, họ đi không được, họ đau bệnh và họ cũng không thể đi xe máy. Và những cô chú ở đây là họ có thể di chuyển và nhận giùm. Điều đó là hết sức là đáng quý. Rồi, hết rồi. Người nhà nè, có điều gì muốn nói không? Thôi em cũng thay lời bà con cô bác ở xóm Đồng Muối 1 này, cũng có nhiều người khổ bây giờ được nhận được quà từ thiện vậy, em cũng xin thay mặt cảm ơn. Cảm ơn mấy anh chị em ở bên đó. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ thì còn lại là 2 4 6 8 10, còn 10 phần bà con chưa tới nhận đó quý vị. Phiếu thì cũng đã phát hết rồi. Quý vị thấy vừa rồi là đến hơn 100 phần quà gửi đến những bà con khó khăn ở thành phố Nha Trang. Ở đây mình ở xóm nào vậy em? Xóm Bầu. Xóm Bầu ở dưới Trục. 4 phiếu. Là bà Tư. Bà Tư, bà Sáu Quảng, bà Phụng, bà gì nữa ta? Tàu cho em gọi cái đây. Dạ thôi được rồi. Kính thưa quý vị, kính thưa gia đình ha. Bé mấy cô ở xóm Bầu, em là người trực tiếp phát phiếu, là những người già bị có thể là đi không được nè. Có người thì cũng tàn tật nè, cho nên là không đi được đâu, là thậm chí là mấy hoài mà tới đây á là phải bắt xe ôm tốn hai 20 ngàn vậy đó. Đi đến đây thì em này sẽ là đại diện cho bà con xóm Bầu nhận. Rồi mình vô mình nhận hôm nay là mấy phần? 4 phần ha. Rồi mời em nhận 4 phần luôn. Không biết em có sẽ chở nổi không? Đến 4 phần là nó cồng kềnh lắm đó. Em đem xe vô đây luôn, Rồi quay xe lại luôn. Rồi được. Bỏ mì vô trước đi, Không, bỏ rồi ra đi. Cái mì nó bể, dụng dằn mì á, nát mì á. Không, bỏ ra gạo riêng, mì riêng đi. Tại vì những em gái đây đó mà đi nhận giùm mấy bà quạ là một điều hết sức là đáng quý. Đúng rồi. Lên xe đi rồi thưa quý vị, ổn rồi. Rồi bây giờ cho em giao lưu với gia đình tí xíu nha. Chị đi, bây giờ thông thả rồi nè. Muốn chia sẻ điều gì đi? Trời ơi, biết nói gì đâu. Không, thì ý thấy em út mình á, ủng hộ người nghèo thì mình cũng biết, cũng vui. Cũng cảm ơn em mình, chứ là bạn bè của em mình. Cũng thấy người nghèo khổ của mình cũng không chịu nổi. Đó, thì giờ cũng chúc em út mình còn đó là mạnh giỏi, sức khỏe dồi dào, để mang phát tài phát đạt. Rồi hàng năm mới nhớ ngày ủng hộ cho những người nghèo. Giờ không biết, cho biết nói đâu. Dạ, anh Đấu Đỏ ơi, anh Đấu Đỏ. Anh Đấu Đỏ chia sẻ điều gì đi anh. Dạ, cũng cảm ơn những mạnh thường quân để ủng hộ những người lao động khổ ở nước. Và cũng cảm... thì
cũng thay mặt cho những người nghèo ở đây để nhận về, cũng cảm ơn các mạnh thường quân để ủng hộ. Dạ rồi, cảm ơn anh ha, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, chúc sức khỏe luôn, chúc bà sức khỏe nha quái. Ok chưa? Ok luôn. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày phải nói là rất vui của gia đình em Trai Si Nguyễn. Và hôm nay quý vị đang được nhìn thấy là toàn thể gia đình luôn, những người đã phụ một tay một chân và bưng bê các thứ ở đây để giúp đỡ đến bà con khó khăn. Mỗi người được nhận một phần quà rất là vui và ai nấy cũng nở một nụ cười. Và hôm nay á là gia đình có điều gì muốn chia sẻ nữa không? Ai đại diện được không ạ? Chị đi. Chị đi. Thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn các bạn của công ty của Trai Si Nguyễn đã phụ giúp cho mọi người. Chúc các bạn là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yeah. Thank you. Excuse me. Yeah. Everybody, this is Trai Si family. They want to say goodbye for this video. 1, 2, 3, chào tạm biệt. Rồi, xong. Bắt chưa? Bắt chưa?